Còn bây giờ tại bên Nhật chắc nó để quên gì, nó mua nó để đấy nó không dùng gì. Mới từ các cái giá này. Đấy, cái giá mà để bát đũa lên để rửa đấy. Đây, hệ thống vỉ mạch đây, như mới mà tháo ra trong như mới. Đây, các cái chi tiết ở trong như mới luôn. Đấy, chỉ vệ sinh lại vỏ thôi. Mới ở trong này các cái cặn bám này xử lý lại, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy, khu vực hệ thống bơm này. Hệ thống bơm. Công nhận mới thật. Chắc cái này để quên đấy chứ. Tối chị gọi đầu đấy nhé. Nhưng mới. Ốc thì toàn bộ là ốc của Nhật, là ốc inox. Ốc inox đấy chứ. Đừng hoa nhá. Nhưng mới. Thực sự hiếm có con nào được mới như này đấy. Cũng hiếm đấy. Rất mới. Đúng để quên thật. TR3 nhá. À, này làm lên là đẹp luôn. Xử lý phần vỏ này. Từ cái dây điện này. Vẫn còn nguyên cả cái giấy này.